Long Hoa xin chào anh em. Chúng ta có rất rất nhiều những cái mẫu xe đẹp tại thế giới xe Đức. Chúng ta cùng nhau xem nhé. Một chiếc GLC 300 sản xuất 2022 bản V1 mang ngoại thất màu đen, lăn bánh 20.000 km và hiện tại Long đang bán mức giá là 1.990.000.000, hết sức hợp lý luôn, mang biển số Hà Nội. Một chiếc Porsche Cayenne GTS mới về, sản xuất 2022, lăn bánh 2.000 km, có mức giá và khoảng hơn 8 tỷ. Rất đẹp luôn, và chiếc xe này thì rất là hiếm trên thị trường, gần như chỉ còn sót lại vài chiếc thôi. Một chiếc Carnival phiên bản Signature máy dầu, lăn bánh 28.000 km, sản xuất 2022, màu đen nội thất nâu. Hiện tại Long đang bán với mức giá là khoảng gần 1 tỷ tư cho chiếc xe Carnival này. Một chiếc GLB 200 phiên bản AMG mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, lăn bánh 16.000 km, Long đang bán với mức giá chưa đến 1 tỷ 6, hết sức hợp lý và xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc Porsche Macan này là mới về, sản xuất năm 2019, đăng ký 2020, lăn bánh 26.000 km, hiện tại Long đang có mức giá vào khoảng gần 2 tỷ 7. Chúng ta cùng nhau tiến tới một số mẫu xe ở phía dưới này. Một chiếc Lamborghini phiên bản Urus gầm cao, sản xuất 2022, phiên bản nhập ngoài tư nhân, nhiều option hơn phiên bản trong hãng anh em nhé. Gói build đồ của chiếc xe này là khoảng hơn 5 tỷ, đấy, hiện tại Long đang bán mức giá khoảng hơn 22 tỷ, xe lăn bánh 1.300 km. Mang ngoại thất màu đen và thất màu đỏ. Một chiếc S450 phiên bản Limited bản thường, sản xuất 2020, đăng ký tháng 4 năm 2021, đang có mức giá được khuyến mại hết sức hợp lý, chỉ vào khoảng chưa đến 2.950.000.000 là chúng ta có thể sở hữu một chiếc S450 phiên bản Limited, lăn bánh 35.000 km, rất đẹp luôn. Một chiếc xe hiệu suất cao, chiếc Porsche 911 Carrera S, sản xuất 2021, mang màu ngoại thất màu xanh ánh kim và nội thất cũng là màu đen, lăn bánh chưa đến 7.000 km và hiện tại đang có mức giá vào khoảng hơn 7 tỷ, hết sức hợp lý, xe mới lăn bánh khoảng hơn 10 tỷ anh em nhé. Ta cùng nhau tiến phía dưới. Một chiếc GLC 300 mẫu quốc dân, sản xuất 2022 bản V1, chiếc này màu trắng, nội thất màu đen, đang có mức giá là khoảng 2.070.000.000, rất là đẹp luôn. Một chiếc Porsche sản xuất 2021, một chiếc Porsche Panamera mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu. Chiếc này lăn bánh 20.000 km là mới về trong tuần vừa rồi. Hiện tại thì đang có mức giá vào khoảng hơn 5 tỷ 6 cho chiếc Porsche Panamera này. Tiếp theo cũng là Porsche Panamera, chúng ta có một chiếc màu đen rất đẹp, đăng ký 2022, sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc, mang ngoại thất màu đen và nội thất là màu nâu. Chiếc này đi 4.000 km và là một chiếc Panamera mới nhất thị trường, Long đang bán với mức giá vào khoảng hơn 5 tỷ 7. Chiếc Porsche Panamera mà đắt đỏ nhất tại thế giới xe Đức, chúng ta có một chiếc bản Turbo S, sản xuất 2021, lăn bánh 2022, đi 1.000 km và đây là phiên bản Turbo S. Chiếc này mang gồm ngoại thất màu xám xi măng, nội thất nâu. Chiếc này rất mạnh, động cơ 4.0 V8 và hiện tại đã có mức giá khoảng 12 tỷ. Phía dưới này chúng ta còn một chiếc BMW Z4. Và có một chiếc BMW Z4 sản xuất 2021. Chiếc này thì Long đã nhận cọc rồi và hẹn ngày đẹp để nhận xe. Chiếc này rất là đẹp, lăn bánh 11.000 km. Và hiện tại thế giới xe Đức đang còn một chiếc sản xuất năm 2022, lăn bánh 7.000 km để trong thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc đấy đang trong kế hoạch để đưa ra, cũng mang ngoại thất màu trắng và thất màu đỏ. Hiện tại có mức giá vào khoảng 2.950.000.000. Rất là đẹp luôn, BMW Z4. Tất cả các mẫu xe thì đảm bảo cho anh em không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước nhé. Anh em quan tâm đến mẫu xe nào thì liên hệ trực tiếp với Long nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.